Hello, xin chào mọi người, đây là mình đây. Xin chào mọi người đã đến với kênh Lăng Mộc Vlog. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ làm món thịt heo kho tiêu nha mọi người, và cà chua ướp nha, để chăm chúng với thịt heo ăn chúng với cơm mà ngon cực đỉnh nha mọi người. Bữa nay mình làm hai món đó để ăn cơm nha. Cảm ơn, thấy video này hay cho một like và đăng ký kênh nha mọi người. Bắt đầu mình vô mình nấu nha. Nhà ai mình cũng đã sắp thịt xong rồi nha mọi nhà. Thịt ba rọi nha, thịt ba rọi và cà chua nha mọi người. Cà chua mình cũng mua về cho mình rửa sạch sẽ, mình chút xíu mình ướp đường bột ngọt nha. Và bữa nay mình sẽ làm món thịt kho tiêu để mình kho sạch để có nước để mình chấm cà chua mình ăn cơm nha cả nhà. Mình sử dụng nguyên liệu của mình đó là 3 tép tỏi và 2 trái ớt nha cả nhà. Mình sẽ bỏ mình ăn cho nó cay cay cho nó ngon nha cả nhà. Và bắt đầu tiến hành mình sẽ ướp thịt cho cả nhà. Ướp thịt là mình quay sang ướp cà chua luôn nha cả nhà. Cả nhà xem hết video ủng hộ mình nha cả nhà. Đây thịt này mình sắp vừa ăn thôi. Đây, nó như vậy teo loại nữa đó cả nhà. Cà chua cũng gì là vừa luôn rồi nha, không cần phải sắc nhỏ này nha cả nhà. Để bắt đầu mình sẽ nấu. Mình sẽ ướp thịt trước và nước màu mình là thắng nha cả nhà. Cái nhà ơi, mình cũng đã ướp đường bột ngọt và cho miếng ớt vô nha cả nhà. Đây và tỏi nha. Bắt đầu mình sẽ chọn lên nha cả nhà, và miếng nước mắm nữa nha cả nhà. Đây mình sẽ chọn lên nha cả nhà. Đây, mình chọn lên để trong 5 phút nha cả nhà. 5 phút để cho gia vị thăm vô những miếng thịt nha cả nhà. Những cục thịt đây mình sẽ nấu nha cho nó ngon nha cả nhà, cho nó thấm. Tại vì mình vừa ướp rồi mình nấu liền thì thịt nó chưa thấm vào nhau nha, và gia vị nó chưa thấm vào thịt nên là ngon nha cả nhà. Đây mình trộn đều rồi đó. Rồi bắt đầu mình sẽ trong 5 phút nha cả nhà, bắt đầu quay sang mình sẽ ướp phần cà chua còn lại nha cả nhà. Rồi mình nấu nha. Đã ướp phần cà chua luôn nha cả nhà. Đợi thịt trong trong vòng đợi thịt ngâm vào những gia vị mình sẽ lại ướp cà chua nha cả nhà. Đây mình cho đường bột ngọt và miếng tỏi và miếng ớt vô nha cả nhà cho nó có mùi vị cay cay the the ăn cho nó ngon hơn nha cả nhà. Đây bắt đầu sẽ trộn lên nhé. Đây, trộn lên đều hết. Rồi mình trong cái này là chút xíu mình sẽ trộn lại lần nữa nha cả nhà, để cho nó thấm những miếng cải chua hết nha cả nhà. Mình trộn đều nó ngon nha, nó vừa ăn thôi. Đây mình để trong mười mấy phút rồi mình nấu thịt xong và nấu cơm xong là mình sẽ là quay lại mình trộn lần nữa. Bắt đầu mình sẽ dọn ăn luôn nha cả nhà. Cái nhà ấy mình sẽ thắng nước màu nha cả nhà, mình bỏ miếng đường vô nha cả nhà, thắng nước màu. Nó vàng mình sẽ đổ thịt vô nha cả nhà. Đây, mình sẽ đó thắng nước màu nha cả nhà, mình đổ miếng tỏi vô cho nó thơm nha. Đây mình đổ thịt vô nha cả nhà. Đó, mình sẽ trộn lên nha. Đây cái nhà ơi, nhìn màu thịt cũng khá là ngon nha cái nhà. Đây đó, mình chọn đều lên cho nó săn lại nha. Bữa nay mình mua thịt ba rọi nha, thì kho tiêu nha cả nhà, để có nước để mình chấm cải chua nha cả nhà. Cải chua hồi nãy mình còn ướp sẵn rồi nha. Sôi lên nè cả nhà, mình sẽ đổ miếng nước vô nha, để nước sệt lại là mình sẽ tắt lửa là vừa nha cả nhà. Đây thịt kho tiêu nha, chút xíu mình sẽ rải tiêu lên mặt nha cả nhà. Đây những miếng thịt nè cả nhà, quá ngon tuyệt vời rồi, nó thơm quá. Đây, đó. Rồi bắt đầu mình chế miếng nước vô nha cả nhà.
đây đó, mình để như thế này, mình chấm cà chua là vừa nha cả nhà. Ngon luôn, rồi ngon tuyệt vời luôn. Ngon quá trời ngon luôn nha cả nhà. Rồi miếng thịt kìa. Ngon. Rồi mình sẽ đập tiêu lại lên mặt nha cả nhà. Mình sẽ tắt bếp nha. Đó, bắt đầu mình sẽ đập tiêu bỏ lên mặt nha cả nhà. Hoàn thành được một chảo thịt kho tiêu nha cả nhà. Mình để nước gì để xúc xích mình chấm cà chua nó ngon nha cả nhà. Em mình cũng đã rải tiêu lên mặt nha cả nhà. Kho tiêu nha cả nhà. Quá ngon. Thịt kho tiêu nghe mùi tiêu rất là ngon cả nhà, trời ơi thèm quá, quá ngon luôn cả nhà ơi, là hao cơm nữa đó. Tôi xin chào mọi người nha, mình đã nấu chín hết trơn chờ mọi người, mình sẽ dọn xuống mời mọi người cô chú anh chị cùng ăn cơm với mình nha, và cơm đạm bạc nha mọi người. Thịt kho tiêu và chấm nước mắm với cà chua ướp chấm nước mắm cũng được nha cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn cơm với mình nha. Mời nha, mọi người cùng ăn cơm với mình nha cả nhà. Mình sẽ gấp một cục thịt kho tiêu, mình mời mọi người cùng ăn với mình nha. Đây. Mời mọi người nha. Đây mọi người. Ngon mọi người. Ngon quá mọi người. Ngon. Ngon quá. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Hẹn gặp mọi người trong clip tiếp theo nha.